Hiện tại thì cô sẽ livestream vào các ngày 2/4/6 game Liên Quân và 3/5/7 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở LNB TV. Những anh em nào mà chưa biết cô là chị bắt đầu, anh em có thể vào cái kênh LNB TV và đăng ký nha anh em ơi. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Alo 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 alo. Có hay mọc nha, hay mọc hay thổ. Này có cục máu. Nghe được nhá, bên này có okay, một okay. Ở đâu? Bên này có hai team nhá, hai okay, team okay. Cho một không nhá. Chuẩn bị giờ anh ơi. Quấn lùng, quấn lùng. Bên trái mình là có con có ấy có cái bàn tảng tảng lên. Bên trái mình có mình giáo nha. Có team người chơi nha. Bên phải mình là có hai team nhá. Ok anh. Có thì bà đao bên này là cùng luôn. Anh kia phải không đang ủa hai anh nghe em nói không vậy? Rồi anh bị lắc mất rồi, em nghe anh kia nói được đấy. Nói kìa anh ơi, mày em ơi, mời qua bên kia anh, đi qua bên kia luôn. Qua luôn nhá, qua luôn nhá. Đây đây đây, tiêu dao mà giữ nè. Hai 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 tao luôn anh ơi, thanh tĩnh. Ông kia không nghe được mấy rồi. Không 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 nghe được. Rồi hai anh di chuyển đâu đi, em di chuyển theo. Ok anh, ok anh. Cẩn thận nhanh đây. Em qua đây, ai cục máu, có máu. Ăn máu anh ơi, ăn máu đây nè. Quên máu. Anh ăn đi, anh ăn đi. Em phạm được. Đèn hồi mình đẩy ra thương nhân luôn. Có đồ em đẩy qua thương nhân luôn. Hồi xuống 2, có biến mình rút lên lại nhanh. Hồi xuống 2. Cua với lại cho một mình xăm kia mở dư đi. Đi luôn. Đi luôn anh ơi, đi luôn. Đẩy luôn, có biến trả lên lại. Có người nè, có tiêu dao nha. Dao này. Có dương môn nha, cẩn thận. Tiêu dao chết nè. Vòng 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 công lôn luôn, vòng công lôn luôn. Dương môn chạy được rồi, vòng công lôn chết luôn. Ok. Ok ok. Rồi mua đồ nhanh rồi mình chạy anh em ơi. Rồi lên lên lại. Ok đó, ổn ổn rồi đó. Team mình là càng quét tiêu dao. Em bắn giữ lại là anh hốt nó liền nha anh. Ok, sai cái chết liền. Em qua phải mở đường cái. Ok nè. Có máu. Anh đi, anh đi. Ok ok. Lộn, ăn lộn mày. Ở bên này có máu nè anh ơi, bên này có máu nè. Tiên vương này có chưa hồi máu mà. Anh làm kiếp chưa? Lên rồi còn thiếu một quyển nữa thôi. Đây con đang còn tôi còn 13 cái xu này, xu có lấy không? À để đánh hồi đi anh. Mình xuống với ảo tưởng không? Đi đi. Ăn luôn này luôn. Nó bất tử, nó bất tử, nó bất tử. Phải cho sẵn luôn. Rồi, mày hay bởi. Hay. Hay nó mày. Em mở rương cho. Đánh cái trụ này. Cố biến chạy lên luôn nha. Cố biến chạy lên trên luôn nha anh ơi. Có biến cút luôn đúng không? Đúng câu của cua đấy. À, vô trong, vô trong, vô trong luôn, vô trong luôn. Ờ, di chuyển theo anh kia luôn, di chuyển theo anh kia luôn anh. Đi bên này luôn, bên này luôn. Không có ai. Rồi, bỏ đi. Mua đồ đi anh ơi, mua đồ anh ơi, mua đồ anh ơi. Ok, ok, đi về. Cẩn thận anh ơi, cẩn thận nha. Đây có cục mặt. Ok, ok, anh ăn ngay, cũng được. Okay. Qua bên kia mở rừng lại. Thủ anh ơi, có cục thủ à. Em ăn rồi. Quân đi, quân đi. À, cua có rồi đúng không? À. Lên trên lại này, lên trên này. Mở rừng rồi mình đi quét ở bên kia luôn. Thử quét bên phải luôn nha. Ok,
Anh kêu qua bên kia luôn rồi. Qua luôn rồi. Qua kêu mới luôn rồi. Rồi ông chạy về nè. Rồi đi luôn. Rồi có tìm tiêu dao nè. Tiêu dao này. Rồi chết luôn. Đội nhỏ. Mực né là gáo liền. Rồi có rừng luôn á. Ngon rồi đó. Giờ để chiêu về xuống ấp tìm bên kia cái là ok đó. Đâu can, đâu can. Có biến cứ chạy nha anh, có biến cứ chạy, từ từ tập trung lại. Ok, ok. Mình số 3 luôn anh ơi, số 3 luôn, số 3 luôn. Đẩy qua phải bên ba luôn mà, đẩy qua phải luôn mà, bên đây, bên này. Đó, có tiền. Có Minh Giáo nha, cẩn thận nha. Có chân, có chân nhậm. Minh Giáo nổi. Minh Giáo nổi rồi nha, Minh Giáo nổi rồi nha. Cẩn thận anh ơi, cẩn thận anh ơi. Giết được nào cứ giết nha. Giết, giết thằng Minh, tàn kiếm nè, giết mình tàn kiếm nè. Anh cẩn thận, anh cẩn thận. Có chân nha, có chân nha, gúp về nha. Hồ máu tới anh ơi. Kiếm nó nhậm ghê quá. Thằng Minh Giáo nó dậm hụt rồi. Kim này mạnh lắm. Đúng rồi, cho em xin 17 đồng đi anh. Còn dư tiền không anh? Ok, rất nhiều, rất nhiều. Ôi, ngon, rất nhiều là ngon rồi. Đó. Ok anh, ok anh. Giờ bọc nha, giờ bọc nha. Ôi, cho nhiều một cái kiểu à, nhiều, mình giáo nhiều á, hay toàn mình đó. Chạm vòng coi mấy cái khu bên trong mình farm lính tí. Vậy năm cũng ổn nè. Ơi, con đào hoa. Đào hoa bắn lũng trứng mình luôn á. Minh Giáo tàn kiếm trường ca anh ơi. Hình như có một con Minh Giáo một bây giờ. Quá trời Minh Giáo luôn mình ơi, quá trời luôn á. Chắc mình về 2 đi anh ơi, về 2, về 2. À bên trên đóng nè. Về 2 nơi, về 2 nơi. Về 2 nơi, về 2. Một miếng máu đó. Đúng rồi, đúng rồi. Sợ thằng mình giáo quá, nó nổ ghê quá. Kiên nhẫn nè, kiên nhẫn. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Xoay xoay, ừ chết chắc rồi, chết rồi, chết rồi. Hay quá, hay quá. Ui, em mua cái kiểu bông thần à, này luôn. Hết xù. Rồi có bao nhiêu xù mới đã tiền hóa. Đây, em bắn nha, đó. Có người quá nha, cô Trần nha. Làm được một thanh trước á. Tăng đam. Đánh xong này bùa trái được á. Okay. Đây đây đây. Đây trống, bất tử luôn nè. Đi xuống đây luôn anh ơi, xuống đây luôn này, xuống 8 luôn. Xuống 7 luôn nha, xuống 7 luôn nha, xuống 7 luôn, xuống 7 luôn. Dưới 7 có người nè, dưới 7 quýnh nhau nè. Có mình giáo cái kiểu nha, cái team nãy á. Cẩn thận, cẩn thận. Con luôn này. À xử 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 luôn, giữ luôn, giữ luôn, giữ luôn. Ở nó bên kia, nó lướt bên kia chạm mất tích này. Hay 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 hay. Cái team kia nó bên 6 nha, team kia có bên 6 cẩn thận. Dạ dạ anh ơi. Này không bắt được kia. Chạy lên trên này, lên trên. Ok. Ăn đi anh, ăn xay cho sướng anh. Anh ăn đi, xoay cho xuống, rồi xuống đây. Bên kia nó là ở bên 6 nha. Tiệp kia bên 6 á. Nó đủ team không? Nó đủ team 3 không? Đủ team 3, đúng rồi. Quà trời nó giấu không? Đây, đây. Quà phải luôn nha. Rồi. Không phải nào. Bà đã.
Rồi, cẩn thận, cẩn thận. Tìm kia. Tìm kia mình gặp nó là mình dòng trường ca chết trước nha. Kệ nó lên nha. Chạy nha, chạy nha. Nó chơi mình trước rồi, nó chơi mình trước rồi. Chạy nha. Em hết chiêu rồi, em hết chiêu rồi. Chạy nơi hết chiêu rồi. Chạy nơi hết chiêu. Ôi anh kia chết rồi. Nó đi quét nè. Tìm mạnh. Nó hay quả là mình toàn này. Khó chịu quá. Đây anh ơi, đây quất luôn. Cạnh với trường ca trước bên phải á, bên phải mình á. Cẩn thận nha, cẩn thận. Dạ áo tận anh ơi, dạ áo tận. Tìm nó bên nằm á. Qua hốc tìm nó không? Chơi thử dấu không? Đi băng trường ca hay kia cũng được. Không ai luôn. À đây. Kìa kìa. Chúng nó yếu hết rồi. Thằng ấy chạy, thằng Minh Giáo chạy. Minh Giáo chạy kìa. Dĩ lùng, dĩ lùng. Dĩ luôn này. Chạy đi đâu? Trắng rồi, trắng rồi. Hay 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 hay. Hay quá, hay quá. Ok, ngon ngon. Rồi nó. Chạy. Nó mới quýnh nhau rồi, nó mới quýnh nhau á. Né chậm lên đây, coi chừng. Bên nào, bên năm có nào chưa? Để mình đọc xong dương, xong qua luôn nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh bảo đi, em thăm đi. Ăn xong cái khu này đào qua khu thủ lĩnh chí, em vào đấy. Ok, ok. Ăn hai. Ê, nó qua cẩn thận ở đây. Cẩn thận. Chạy đi, em búp cái kia cho anh này. Anh được kháng này. Cẩn thận, chạy đi nha, chia ra chạy nha. Em yếu mà mọc luôn nha. Mọc ổn nha, mọc hiện tại đang ổn nha. Bốn ổn nha. Anh cứ chia ra chạy nhanh đi. Từ từ cũng được. Ba có cục bất tử nè. Có ba cục bất tử anh ơi. Qua ba đi. Đi. Ăn cái anh. Ăn. Rồi đi. Hốt nó. Nó bắt đây. Đó kìa. Đây. Xoay nó anh ơi, xoay nó. Đường ca chết này. Giết này luôn. Giết chết luôn. Hay. Nó bùng bẫy ở đây. Giết luôn. Rồi ok. Có bổ kích anh ơi. Ăn bổ kích anh này. Em có. Em hồi máu tí. Đó, tìm mạnh nhất thế giới toàn này. Còn Minh Giáo hay sao? Thôi giờ bung cường quá thôi. Giờ bung cường quá. Rồi ok. Chết đoàn nhanh ơi. Còn một thiên vương này. Chết đoạn nha, chết đoạn nha. Ủa em có bức tử luôn mà, điểm gì nữa. Rồi không có đoạn rồi. Em kiếm cục máu coi. Một thiên vương, mấy phái kia đâu ta? Nó mục tiêu rồi. Đừng nói nó trốn hết. Thiên vương này có hồi máu, chúng ta không sợ. Còn 4 team mà sao thấy mỗi mình thiên vương đây nhỉ? Kìa kìa, còn dương môn công lôn nữa. Nó bắt đầu ra đó. À đây còn thiên dương nhiều. Ôi thiên dương nhiều nha. Thiên dương lắm. Ok được. Toàn thiên dương. Con thiên dương chỉ tồn mình đây. Thiên dương nãy chỉ tồn á. Nó không bắt được anh em mình đâu, mình có bất tử. Giờ 7 nha, hồi giờ 7 nha, em phạm tí. Okay.
Còn dư môn cung lôn. Hai dư môn. Hai dư môn y thiên luôn. Hai dư môn có thiên vương nữa chứ. Có năng anh đây. Canh canh mở đường cho em. Quên máu này. Ok. Máu này quên. Đi quét luôn. Ơi thương nhân kìa, thương nhân kìa. À, anh mua đây, em mua hết tiền rồi. Nãy sợ chết sớm mua hết tiền rồi. Thả nó qua nha, có thả nó qua nữa nha, cẩn thận nha. Được chưa? Lên luôn. Ok. Đẩy lên luôn, đẩy lên luôn. Nói chỗ này. Đây đây này. Nó bị kẹt nè anh ơi, nó bị kẹt nè. Rồi cho này. Rồi, rồi. Vậy là nó mới bị quýnh nhau. Có một team khủng nha, cẩn thận nha. Qua trái mở rừng các em. Trái có cục thủ. Rồi đi luôn nha. À sao anh? Ok anh, ok. Ok ok. Mình trả giờ mua luôn. À con thiên dương anh ơi, thiên dương. Tìm bài nha. Xoay anh ơi, xoay anh ơi, xoay anh ơi. Xoay là chết đây, hai thằng. Ok, hay 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 hay. Rồi còn thằng con lốm chạy, có thủ anh ơi, có cục thủ nè. Em mua đồ cái. Cho em thêm 10 đồng nữa anh ơi. 10 đồng, 10 đồng nè. Ok ok, ngon. Ui ngon lành. Ui vãi ngon. Em phạm tới nha. Rồi, vậy là còn thiên dương lẻ. Thiên dương chứ tôm lẻ với lại con cung lôn á. Ổn rồi đó. Ngon rồi. Đi chung với ai đồ mà lại đồn định với phí. Rồi, ok. Đi luôn, để máu đó nhanh. Để máu nha. Thôi có biến là mình qua mình ăn máu mình đó. Còn hai team, còn hai team. Nó đi quét rồi, nó đi quét rồi. Đây cục chạy nhanh. Đi đi lên luôn anh. Nghe còn cái thằng thiên dương á, có thể còn thiên dương. Trên này có cục gì không? Rồi đang cục gì? Giờ có thể lên trên này nè. Kìa coi. Kìa bị giữ anh ơi. Anh cứ xoay đi. Rồi, nó bất tử rồi. Tặng tặng nha, bất tử nha. Nó xoay nha, nó xoay nha. Nó có bộ kích nha. Bắt luôn anh ơi, bắt luôn, bắt luôn. Cẩn thận nha, em về bảy mang máu cái. Cẩn thận, cẩn thận. Mắc quá. Ok, ok. Cẩn thận, cẩn thận nha. Ôi máu đi. Áo tượng này, áo tượng này coi. Ok, ok. Lên khu 2. Nó bên chính anh ơi. Nó bất tử rồi. Ok này. Nó bên chính nè, bên trái mình nè. Rồi rồi, ok nhá, mở xong áo tượng sang luôn này. Ok, ok. Sang luôn này. Nó dưới, nó chạy xuống dưới. Nó chạy xuống dưới. Mình đi quét nó luôn mình ơi, không cho hồi máu. Nó bên 4 nha. Ok, để em hồi máu nha. Thôi anh có gì anh chạm vòng anh bắt nó nha. Em hồi máu cho. Ok. Tôi hồi máu. Nó mà có dao chanh báo liền nha anh ơi. Em chạy qua luôn. Đây 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 nói rồi. Nó khu 2 chuyển xuống 1 nha. Ok ok. Nó đây nè. Thì ra là mày chọn cái chết. Mày. Hay anh ơi, trời ơi quá dữ. Hay. Hay quá anh ơi. Cảm ơn idol nhá. Ok ok, cảm ơn em nha, cảm ơn anh nha. Ok. Rồi ok, cuối cùng thì cũng đã chiến thắng rồi anh em. Chiến thắng rồi. Chiến thắng rồi. Anh em thấy không? Team của mình thì cái anh Thiên Dương đánh rất là hay luôn á, đánh cực kỳ dữ dội. Còn anh Cung Lôn khá là tiếc là anh bị lắc voi, tại vì bị lắc voi nên là di chuyển không kịp anh em, không thôi là team mình đi quét rất là ghê luôn. Rồi anh Thiên Dương giết 15 mạng kìa, ghê không, mình vô chỉ là FB thôi.
quá dữ dội. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh MB của mình, đừng quên nhấn vào cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cảm ơn anh Lộc Huỳnh đã tặng sao nha. Ok, ngon lành luôn mày. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.